Hướng dẫn nổ sáng kiến chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Bước 1, các bạn truy cập vào website congdoanvietnam.org. Tại đây chọn nổ sáng kiến. Bước 2, các bạn đăng nhập tài khoản. Có 3 hình thức đăng nhập qua tài khoản Zalo, Facebook hoặc Gmail. Các bạn lưu ý chỉ chọn một hình thức đăng nhập duy nhất. Sau khi đăng nhập xong, các bạn tiếp tục ấn chọn nộp sáng kiến. Bước 3, cập nhật thông tin. Tại đây các bạn điền đầy đủ chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, chương trình sẽ không công nhận. Vì vậy các bạn cần cập nhật đúng thông tin cá nhân của mình. Tiếp theo là phần cập nhật sáng kiến. Tên sáng kiến, điền đúng ngắn gọn tên sáng kiến của mình. Thời gian và công nhận sáng kiến, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tiếp theo, điền nội dung sáng kiến, giới hạn trong khung là 2.000 từ. Vì vậy các bạn nên tóm tắt ngắn gọn nhất để đảm bảo đủ ký tự. Lưu ý nội dung sáng kiến, viết đúng chính tả văn phòng của tiếng Việt có dấu, không viết tắt, không viết trộn lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Các bạn đính kèm tài liệu, file Word, PDF hoặc ảnh để giải trình thuyết minh. Nếu tài liệu trên 2 MB, bạn cần tải tệp tin lên Google Drive trên Gmail. Lưu ý, các bạn để ở chế độ xem công khai để chia sẻ tập tin này. Và ấn nộp sáng kiến. Trong trường hợp hệ thống báo lỗi, các bạn kiểm tra kỹ xem các nội dung có mắc các lỗi sau không. 1. Sáng kiến có đang thuộc quyền sở hữu của bạn. 2. Ở phần nội dung sáng kiến, bạn đang sai lỗi chính tả hoặc sử dụng không đúng cú pháp văn phòng tiếng Việt có dấu, viết tắt, sử dụng tiếng Anh chung với tiếng Việt. 3. Bài dự thi bị trùng lập một phần hoặc toàn bộ nội dung từ bài dự thi của cá nhân khác đã ghi nhận trên kho lưu trữ của hệ thống. 4. Bài dự thi có nội dung sao chép từ nguồn Internet. Xem lại kết quả nộp sáng kiến ở giao diện trang nộp sáng kiến, nhấn vào góc phải Avatar, chọn lịch sử làm bài để xem lại kết quả nộp sáng kiến của mình. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các lần nộp bài của tài khoản bạn đăng nhập. Chúc các bạn có nhiều giải pháp sáng kiến hơn nữa.